Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Fortuner, giá bán cũng như là nội ngoại thất chiếc xe này ở thời điểm tháng 3 năm 2023. Ở thời điểm tháng 3 năm 2023 này thì bên em đang giảm đến 120 triệu tiền mặt cho phiên bản máy dầu và tặng gói phụ kiện 15 triệu nữa. Fortuner thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với 7 phiên bản, trong đó thì có 5 phiên bản là máy dầu và 2 phiên bản là máy xăng. Máy dầu thì toàn bộ là lắp ráp ở Việt Nam, còn máy xăng thì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và trong cái thời điểm giá tốt như thế này thì em xin phép giới thiệu cho anh chị về cụ thể giá bán các phiên bản như sau. Đầu tiên là chỉ có duy nhất một phiên bản số sàn là phiên bản 2.4 máy dầu số sàn lắp ráp tại Việt Nam có giá niêm yết là 1 tỷ 026 triệu, và thời điểm hiện tại thì em đang giảm cho anh chị là 40 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Với cái giá, với cái khuyến mại hiện tại thì giá xe lăn bánh chỉ còn khoảng 1 tỷ 093 triệu và trả góp thì anh chị chuẩn bị trước cho em khoảng 317 triệu thôi. Phiên bản thứ hai là phiên bản một cầu thường thì bên em đang giảm cho là 75 triệu tiền mặt, giá niêm yết là 1 tỷ 118 triệu. Thì với cái ưu đãi như trên thì giá xe lăn bánh còn khoảng 1 tỷ 159 triệu. Còn trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm 340. Phiên bản tiếp theo là phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản một cầu dầu, phiên bản Legender có giá niêm yết cho phiên bản máy dầu một cầu này là 1 tỷ 259 và thời điểm hiện tại bên em đang giảm cho anh chị là 120 triệu tiền mặt. Tặng cho anh chị là thêm 15 triệu phụ kiện nữa. Thì với cái ưu đãi như trên thì chiếc xe này lăn bánh chỉ còn khoảng 1 tỷ 269 triệu. Còn trả góp thì anh chị chuẩn bị giúp em khoảng 370 đã đủ để mang xe về rồi. Chiếc xe này thì so với cái phiên bản một cầu thường thì đang chênh nhau khoảng 100 triệu. Nhưng mà sẽ khác nhau khá là nhiều. Tuy nhiên là theo em ở thời điểm này anh chị nên lấy cái phiên bản này, bởi vì giá đang rất là tốt. Cái phiên bản tiếp theo, phiên bản 2 cầu Legender thì có giá niêm yết là 1 tỷ 470 và hiện tại thì em cũng giảm cho phiên bản này là 120 triệu. Lăn bánh với cái ưu đãi bên trên thì chỉ còn khoảng tầm 1 tỷ rưỡi. Trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm 440. Ngoài ra thì với giá hai phiên bản máy xăng như sau. Phiên bản máy xăng một cầu thì có giá là 1 tỷ 229 và thời điểm này bên em giảm cho anh chị là 60 triệu tiền mặt. Tặng cho anh chị gói phụ kiện là 15 triệu nữa. Thì với cái ưu đãi bên trên thì giá xe lăn bánh nó sẽ rơi khoảng tầm gần 1 tỷ 3 và trả góp cho anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm 380 là lăn bánh được rồi. Còn phiên bản hai cầu máy xăng thì hiện tại giá nó không tốt lắm nên em sẽ không phép xin phép là không cập nhật ở đây. Nếu anh chị nào quan tâm đến phiên bản xăng hai cầu thì có liên hệ giúp em. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về cái giá bán của xe Fortuner các phiên bản ở thời điểm tháng 3 năm 2023. Còn thì em sẽ vừa rồi thì trong khi giới thiệu về giá bán em cũng đã đi một vòng xung quanh ngoại thất. Thì xem xin phép là giới thiệu chi tiết hơn về cái chiếc xe này. Trước mắt chúng ta đây là phiên bản một cầu máy dầu số tự động, phiên bản Legender với cái mặt ca lăng hoàn toàn mới. Có trang bị những cái tính năng nổi bật như là đèn bi LED, chia khoang này, xi nhan dạng LED đuổi. Rồi cái phiên bản này có camera 60 này, có cái cốp điện này, rồi hệ thống loa đã được nâng cấp và hệ thống nội thất đã khác biệt hoàn toàn. Thì xe này như anh chị thấy bọn em đây để là xe được bảo hành 5 năm hoặc 150.000 cây, được nâng lên bảo hành rất là lâu và cao hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày xưa là chỉ có khoảng 3 năm hoặc là 100.000 cây tùy theo đối kẹo đến trước thôi. Ngoài ra thì xe thì được trang bị khối động cơ là 2.4 máy dầu, thì cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó chỉ có khoảng 7,4 lít trên 100 cây số, rất là tiết kiệm. Trong cái phiên bản 7 chỗ thì cái dòng xe này nó tiết kiệm gần như là nhất trong phân khúc. Đây là cái nội thất của xe phiên bản Legender, có cái màu nội thất là đen pha với nâu đỏ chứ không phải là nâu hẳn đâu. Xe thì em cho showroom bên em là lau dọn hàng ngày. Như em cũng vừa điểm qua thì xe được trang bị những cái tính năng bên ngoài như là đèn bi LED, full LED này, xi nhan dạng LED đuổi này, cốp điện này. Và trong phần nội thất thì em sẽ giới thiệu một số cái tính năng nổi bật, ví dụ như là có màn hình JBL trang bị cùng với 11 loa JBL. Rất nhiều loa, đặc biệt là xe Fortuner này nghe nhạc rất là hay luôn chị ạ. Và có lưỡi chuyển số sau vô lăng này, đèn tự động, rồi cam 360 này, một cốp này,
đá cốp luôn, rồi các cái tính năng tự động khác như là ghế điện. Còn hàng ghế thứ hai, đây là hàng ghế thứ hai của xe. Fortuner thì được đánh giá là dòng xe có cái hàng ghế thứ hai ngồi là thoải mái nhất trong phân khúc. Và hàng ghế thứ hai và thứ ba, ở hàng ghế thứ hai thì có hai cổng sạc Type-C cho hàng ghế thứ hai này, có một cái cổng 220V và 100W ở đây để cho anh chị dùng, ví dụ như dùng laptop đi ở những cái cung đường xa. Rồi có cái trần thì được bọc là trần nỉ màu đen này, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Đây, cột điện. Đây là phần cốp của xe, thì xe hàng ghế thứ ba có thể có các tùy chọn, ví dụ như là anh chị treo lên như thế này, hoặc là có thể hạ xuống, có thể hạ xuống để cho là thành một cái mặt phẳng khi mà để những cái đồ nó bè ngang, thì sẽ tùy chỉnh được tùy theo cái nhu cầu chở hàng hoặc là chở người của anh chị. Đây cái nút đóng cốp điện này. Đây hướng dẫn đá cốp thì hướng dẫn ở trên này. Vừa rồi thì em đã hướng dẫn cho anh, giới thiệu qua cho anh chị về cái nội ngoại thất của chiếc xe Toyota Fortuner, cũng như là giới thiệu cho anh chị cái giá bán của thời điểm tháng 3 năm 2023 này. Thì anh chị nào quan tâm đến cái vấn đề như trả góp này, lịch xe, giá xe, rồi lựa chọn phiên bản nào cho nó phù hợp nhất, cũng như là tư vấn sâu hơn về vấn đề gì, thì xin phép là hẹn anh chị ở anh em mình trao đổi trực tiếp là qua cái số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.